Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Thế Giàu của em ạ. Lần đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Elantra 2.0 ạ. Năm sản xuất là 2021 nhá, còn phiên bản 2021 thì nó vẫn chưa ra mắt đâu anh em ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và các chương trình khuyến mại này. Cũng như là em sẽ giới thiệu luôn cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0 này có gì không thì em xin phép được giới thiệu cho em nhá. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em nhá, bởi vì kênh Xe Hay Thế Giàu của em sẽ chuyên về giá xe này, tổng trên bánh này và các chương trình khuyến mại để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết nó đang là 699 triệu ạ. Nó là giá tính thuế cho anh em đấy ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 671 triệu ạ. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình nhá. Cam kết anh em giá lúc nào sẽ tốt nhất thị trường cho em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Elantra 2.0 này lăn bánh nhân độ giờ đang là 772 triệu ạ. Còn trả góp em bỏ ra với giá đang là 248 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 740 triệu đối với thẳng. Còn trả góp em bỏ ra với giá đang là 216 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 758 triệu đối với thẳng. Còn trả góp em bỏ ra với giá đang là 243 triệu thôi anh em nhá. Đó chính là phần giá xe và tổng trên bánh thì lúc nào sẽ là cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất trường cho em đấy ạ. Ok, tiếp theo là những tính năng option thì em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên thì về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m620 nhá. Rộng là 1m80 ạ, còn cao là 1m450 ạ. Còn chiều dài cơ sở của bản này thì đang là dài 2m70 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe của nó sẽ là 15cm nhé. Đấy, đó chính là về kích thước tổng thể ạ. Tiếp theo là những tính năng option thì em xin phép giới thiệu cho anh em. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của nó thì vẫn sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính là mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước nhé. Đấy, viền xung quanh đã được mạ chrome và được bật chrome này. Đó, nhìn rất sang trọng đúng không ạ? Còn đây em giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước ạ. Cụm đèn phía trước của nó là đèn đèn full led nhá, cả đèn cốt lẫn đèn pha đấy ạ. Đó, cả đèn cốt lẫn đèn pha hết nhá. Còn đây là giả đèn ban ngày này. Ban ngày này. Kênh này. Còn đây em giới thiệu cho anh em về đèn gầm. Đèn gầm của nó là đèn halogen. Dạng đèn halogen thường luôn nhá. Ánh sáng sẽ là ánh sáng màu đỏ ạ. Còn các cái tính năng an toàn phía trước bản này thì sẽ có thêm đó chính là có cảm biến góc trước này. À, anh em thấy không ạ? Đây là cảm biến góc trước nhá. Có 4 mắt đấy ạ. 1, 2, 3 và 4 ạ. Đó. Còn em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe ạ. Phần sườn xe của chiếc xe Elantra bản 2.0 này thì sườn xe của nó thì được dập lỗ rất là nhiều, tạo ra một chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không xem sự sang trọng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về bánh xe nhá. Bánh xe của bản 2.0 này thì sẽ là vành đúc hợp kim nhôm ạ. Vành sẽ là vành màu bạc xám nhá. Đó. Và bản này thì là vành sẽ là vành của nó sẽ là vành 17 inch nhé. Vành 17 inch cho bản 2.0 và bản turbo. Còn các bản 1.6 thì sẽ là vành 16 inch ạ. Đó. Phanh đĩa cho cả 4 bánh đấy ạ. Phanh đĩa cho cả 4 bánh nhá. Bản này thì sẽ có thêm được cho nó là có hệ thống ABS này, EBD này, phân bố phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và có thêm được nữa là cảm biến áp suất lốp nhá. Bản Santa Fe và bản Tucson. Giá thành cao hơn nhưng mà không có cảm biến áp suất lốp đâu ạ. Đó. Và những rất nhiều tính năng an toàn thì em xin phép sẽ giới thiệu cho anh em về phần cuối video. Còn em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhé. Và tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương, nó là đèn led ạ. À, nó sẽ có thêm được đó chính là có chỉnh điện gập điện. Có chỉnh điện gập điện nhé. Và cụp gương tự động đấy ạ. Đây, còn giới thiệu cho anh em về phần chân kính nhé. Chân kính của nó sẽ là được bọc mạ chrome này. Đó. Còn bản này đang cái đằng này đó là vè che mưa, cái này là của khách hàng rồi, người ta đã lắp thêm nhá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về tay nắm cửa là sẽ là mạ chrome nhá, cho cả bốn cánh cửa. Tích hợp trên đấy sẽ là sẽ có nút bấm ở trên đây ạ, đó chìa khóa thông minh đấy ạ. Tay nắm cửa cho mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của bản 2.0 và bản turbo sẽ nó có cửa sổ trời toàn cảnh nhé. À xin lỗi ạ, cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên đấy, không có cửa sổ trời toàn cảnh panorama đâu ạ. Còn nên giới thiệu cho anh em về nó sẽ có thêm nữa, đó chính là cái anten vây cá nhé. Anten vây cá đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này.
Đuôi xe của chiếc xe Elantra bản 2.0 này thì phần đuôi xe nó được dập lỏi, dập cứng rất là nhiều, tạo ra chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn á. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu, phần đèn, hệ thống đèn. Đèn của nó là đèn halogen nhé. Nó chạy từ phần sườn xe trên phần đuôi xe, tạo ra nhìn chiếc xe nhìn nó có sự sang trọng hơn, mượt mà hơn nhé. Còn em sẽ các tính năng an toàn của bản này thì sẽ có, đó chính là có cảm biến lùi này. Đó, cảm biến lùi nhá. Còn camera lùi đây ạ. Còn camera lùi, đây là camera lùi. Đó, camera lùi nhá. Đây còn em sẽ mở cốp ra cho anh em xem, nó sẽ nằm ở cốp dấu nhá. Đây ạ. Anh em chỉ bấm nút vào đây này. Tự động nó mở ra được chưa ạ? Đó. Cốp của bản này thì sẽ là cốp rất là rộng ạ. Cốp rất rộng luôn nhá. Cốp rất rộng đúng không ạ? Anh em thấy nào? Rất rộng đúng không ạ? Đây là em giới thiệu cho anh em về đằng trong này, dưới này sẽ là có vành, bên là bánh xe, bánh phụ đấy ạ. Bánh phụ của nó sẽ giống như bánh chính nhá, cũng là vành đúc hợp kim nhôm, vành 18 inch đấy ạ. Ở giữa này bộ đồ tháo lốp và kích lốp nhá. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về mức tăng nhiên liệu. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Elantra 2.0 có gì nổi bật hay không ạ? Ở trong đô thị thì đang là 9.775 nhá. Ở ngoài đô thị đang là 6.42 và kết hợp trung bình thì đang là 7.66. Đối với 2.0 như thế này thì em đánh giá là rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi đấy ạ. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em nhé. Đây em giới thiệu cho anh em về bên nội thất này. Nội thất của bản Elantra 2.0 này thì là nội thất màu be kết hợp với không gian màu đen, tạo ra sự không gian rất là rộng rãi, sang trọng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần ghế nhé. Ghế của bàn này sẽ là ghế da rồi đấy ạ. Bọc da sờ rất là mềm mại. Ghế sẽ được chỉnh điện 10 hướng nhé. Chỉnh điện 10 hướng anh em nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của bàn này sẽ là vô lăng 3 chấu nhé. Và tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại thành tay này, điều chỉnh âm lượng này, cruise control, nó là ga tự động nhé. Bàn này tổng sẽ là có 6 túi khí cho anh em nhé. Đó. Bàn này sẽ được bọc da, được bọc da giờ sờ rất là mềm mại cho anh em đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em phần cánh cửa này. Cánh cửa của bản này thì sẽ là có này, cụp gương tự động này, đây điều chỉnh cụp gương tự động này, điều chỉnh bốn mặt gương này, khóa kính này. Còn đây là chế độ, đây là mở cho mở hạ kính, lên kính, xuống kính cho cả bốn cánh cửa. Riêng ghế lái đầu tiên sẽ là có tự động lên và xuống nhá. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em chi tiết bên trong. Đây em giới thiệu cho anh em này, đầu tiên là sẽ là có chìa khóa thông minh một chạm nhá, smart key nhá. Giờ em sẽ bật on lên. Đây. Em giới thiệu cho anh em về bản đồng hồ táp lô của một chiếc xe Bina Elantra 2.0. Và đồng hồ táp lô của chiếc bản này thì em đánh giá khá là đơn giản thôi. Nó không quá có gì quá nổi bật cả. Đây là vòng tua động cơ này. Nhiệt độ nước là mát này. Còn bên này tốc độ này. Và bên dưới này sẽ là mức nhiên liệu nhá. Còn đây là sẽ là bảng cài đặt các thông tin. Bảng đồng hồ táp lô này nó cài đặt cho anh em từ hình ảnh, âm thanh. Rồi rất nhiều khác nhau, cửa kia các thứ đấy ạ. Đây em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa. Đó chính là có cần điều chỉnh ánh sáng nhé. Nó sẽ có chế độ auto là gì ạ? Là tự động khi mà bật sáng khi mà trời tối hoặc hầm tối nhé. Nó chế độ auto đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa. Cần gạt mưa bản này thì sẽ cũng có chế độ auto đấy ạ. Auto này, đây là tốc độ của auto này. Nó sẽ là tự động gạt mưa, tự động gạt mưa cho anh em nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí của chiếc xe Elantra 2.0. Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch nhé. Có kết nối AUX, USB, Bluetooth và có cả định vị đấy ạ. Đó. Nó sẽ là ngoài ra các màn hình cảm ứng rồi, nó sẽ có điều chỉnh cho anh em bằng các phím cơ. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa. Điều hòa của chiếc xe Elantra 2.0 này sẽ là điều hòa hai vùng độc lập nhau nhé. Hai vùng độc lập nhau đấy ạ. Một vùng và hai vùng đấy, anh em mình hiểu đúng không ạ? Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này. Thì cái đây là sẽ cổng điện 12V này. Đây, em sẽ rút cho anh em xem cổng điện 12V nhé. Đó. Ở phía dưới này thì nó có cổng USB. AUX và đây biểu tượng của cái sạc thông minh IQ nhé. Đó, mình để điện thoại đây, sạc thông minh IQ đây nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần cần số này. Cần số của chiếc xe bên này Elantra 2.0 này sẽ là hộp số tự động 6 cấp nhé. Hộp số thẳng đấy ạ. Đây là cần có lẫy ở đây này. Đó. Ở tích hợp trên đây sẽ là có sấy ghế này, sấy vô lăng này. Đó, đây, sấy ghế và bật tắt cảm biến nhé. Cảm biến nhé. Còn đây là cái chế độ mode driver. Là gì ạ? Là các chế độ lái này. Đây, chế độ lái. Giờ em sẽ quay cho em về bảng đồ táp lô. Sẽ có những chế độ lái nào. Đây. Nó sẽ có chế độ lái như này này. Chế độ Eco này. Chế độ Sport là chế độ thể thao này. Chế độ Eco như em giới thiệu anh em. Đó chính là chế độ Eco là sẽ là có chế độ tiết kiệm nhiên liệu nhá.
Chế độ Smart là chế độ thông minh, nó sẽ thông minh tự động chuyển đổi giữa Eco và Sport. Đấy, nó chế độ Smart. Thì theo em thì anh em luôn luôn để chế độ Smart. Còn chế độ Comfort, à chế độ Normal là chế độ bình thường, mình đi một cách bình thường thôi nhá. Eco màu xanh lá cây, Sport màu đỏ, Smart màu xanh dương nhá. Đó. Ok, em giới thiệu cho anh em tiếp theo ở phía dưới này nữa thì có cái gì nữa không ạ? Đó chính là có phanh tay này. Phanh tay là phanh cơ nhá. Còn đây hộp này là cái này để đựng tàn thuốc lá nhá. Còn đây ạ, em giới thiệu cho anh em về tựa tay trung tâm này. Tựa tay trung tâm đây em để trong này để tay. Trong này sẽ có cổng sạc điện thoại đây này, rất tiện lợi đúng không ạ? Đây là để đồ ở đây nhá. Còn đây là tựa tay trung tâm này, rất là to bản này. Đó. Em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu bên trong xe của chiếc xe Elantra 2.0 bản này thì gương chiếu hậu của nó thì cũng không có gì quá nổi bật cả, nó không có trồng trói tự động, cũng không có la bàn trên trên xe nhá. Còn em giới thiệu cho anh em về trần xe, đèn trần. Trần xe thì nó có ba chế độ, là chế độ luôn luôn tắt này, mở cửa thì sáng và luôn luôn sáng nhá. Hoặc tôi mình còn bấm cơ trực tiếp vào đây ạ. Còn này sẽ là để anh em để kính này, để đăng ký đăng kiểm, mình cứ để trong đây nhá. Còn đây cái này này, đó chính là cái cửa sổ trời này. Em mở cửa sổ trời cho anh em xem nhá. Đó. Đây cửa sổ trời này. Cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên thôi nhá, không phải cửa sổ trời toàn cảnh đâu ạ. Ok, em giới thiệu cho anh em sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Elantra bản 2.0. Hàng ghế thứ hai của nó thì sẽ là giống hàng ghế đầu tiên, đó là ghế màu be nhá, ghế da nhá. Giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đây. Đây là cửa gió cho hàng ghế thứ hai anh em nhá. Cửa gió cho hàng ghế thứ hai bản này thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thêm cửa gió này. Đây em cao 1m80 nhá. Nhưng mà để chân thì rất là thoải mái rộng rãi này. Chân này, đây. Em vẫn còn thừa khoảng nửa găng tay nhá. Đây em sẽ quay cho anh em về tổng quan cho anh em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0. Về tổng quan bản này thì em đánh giá nó cũng khá nổi bật và khá sang trọng. Đấy. Đây, tổng quan cho anh em nhá. À, được chưa? Ok, giờ em sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Elantra 2.0. Còn đây em giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của chiếc xe Elantra 2.0 nó sử dụng động cơ là động cơ Lu 2.0 nhá. Với mô men xoắn cực đại của nó thì đang là 196 Nm trên 4.000 vòng trên phút ạ. Còn công suất cực đại của nó đang là 156 Nm trên 6.200 vòng trên phút nhá. Đó chính là phần công suất động cơ. Về bình nhiên liệu bản này diễn ra là có 50 lít nhá. Đây em giới thiệu cho anh em vào đây vào chi tiết cho anh em này. Còn đây sẽ là nước rửa kính này, động cơ nhé. Động cơ DOHC là gì ạ? DOHC nó chính là trục cam kép nhé. Còn 16V là 16 van. Còn đây là 4 xi lanh thẳng hàng, 1, 2, 3 và 4 ạ. 4 xi lanh thẳng hàng nhé. Cổ hút để lên cao rồi. Acquy còn sẵn acquy khô này. Còn đây là màu vàng này chính là dầu phanh nhé. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể của chiếc xe. Và cũng như là em giới thiệu cho anh em những tính năng an toàn của chiếc xe Elantra 2.0. Em giới thiệu cho anh em về tổng thể này, về kích thước tổng thể như đầu video em giới thiệu cho anh em. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Elantra thì em xin phép được giới thiệu cho anh em. Đầu tiên chiếc xe này thì sẽ có, đó chính là có hệ thống phanh ABS như là giới thiệu cho anh em này. Hệ thống cân bằng điện tử xe ESC này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, hỗ ổn định thân xe nhá. Chìa khóa có hệ thống chống trộm này, cảm biến lùi, cảm biến trước. Đó, có cả hệ thống kiểm soát lực kéo này. Số túi khí bản này thì sẽ là có 6 túi khí như em giới thiệu cho anh em rồi đấy ạ. Có chiếc xe này sẽ có thêm cảm biến áp suất lốp này. Đó. Chiếc xe này thì tổng sẽ là có 5 màu nhá, gồm có màu trắng này, màu bạc này, màu đỏ, màu xanh dương và màu đen ạ. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như là về những tính năng option tổng thể của chiếc xe Elantra bản 2.0 rồi. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ cập nhật giá cho anh em một cách liên tục và cũng như là các tính năng option của chiếc xe Elantra hay là tất cả dòng xe của Hyundai. Em sẽ giới thiệu cho anh em cách liên tục cho anh em nhé. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.